Dạo này mình chỉ ở nhà chăm vườn với cả làm thôi ấy. Rất là hạn chế việc ra ngoài tiếp xúc với người lạ nữa. Lười ra ngoài nhưng mà rất may mình đã tranh thủ đặt được ít đồ khô ở trên Shopee rồi. Mình thì cực kỳ thích mấy cái đồ thủ công kiểu này. Sẵn tiện hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn làm món bánh bao tại nhà cực kỳ đơn giản nhé. Giờ thì mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu để làm bánh bao nhé. Sau 20 phút là bánh chín, các bạn có thể thử làm bánh bao kiểu truyền thống trong những ngày ở nhà nhé. Bật mí trước là sắp tới ngày siêu mua sắm mùng 9 tháng 9 ấy. Dù dịp này không thể ra ngoài nên phải tranh thủ giảm giá trên Shopee sắm thêm ít đồ dùng, vừa làm quà tặng cho các cô chú ở đây. Hết giãn cách thì sẽ tân trang lại nhà cửa vườn tược. Các bạn đừng nói gì cho cô láng giềng nha. Mọi người mua sắm cái gì thì cũng nên giữ sức khỏe cho bản thân mình đầu tiên nhé.